Tổ chức xin được trân trọng cảm ơn chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc của các em học sinh trường tiểu học và trường trung học cơ sở Phan Thiết đã gửi tới đêm hội chúng ta ngày hôm nay, những tiết mục hết sức là ý nghĩa và sôi động. Và trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng thân mến, trong trung thu là giữa mùa thu, Tết Trung Thu được tên gọi với chúng ta vào giữa mùa thu, tức là vào rằm ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tết Trung Thu đã có từ lâu đời, không ai biết rõ Tết Trung Thu bắt nguồn từ đâu, nhưng đây là dịp gia đình lại sum họp để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức trong mâm trong chèo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà như mọi miền trên đất nước Việt Nam. Và quý vị thân mến, Trung Thu ở Tuyên Quang được tổ chức chủ yếu cho thiếu niên nhi đồng với những hoạt động múa lân, múa rồng, rước đèn ông sao. Và trong những năm trở lại đây, Trung Thu ở Tuyên Quang được đông đảo bạn bè, du khách gần xa, trong nước cũng như là quốc tế biết đến với những hoạt động giữa mô hình khổng lồ độc đáo riêng có và đã được xác lập các kỷ lục Guinness Việt Nam như đêm hội Trung Thu có nhiều mô hình lớn nhất, có mâm cỗ Trung Thu lớn nhất, kỷ lục Guinness được xác lập cho cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam. Là hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Hôm nay, trong niềm vui hân hoan, phấn khởi chào đón lễ hội thành tuyên năm 2023 và tổ chức các hoạt động tham gia chương trình du lịch qua những miền di sản miền Bắc chào mừng năm học mới 2023-2024. Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết tổ chức đêm hội Trung Thu phường Phan Thiết năm 2023. Đây là hoạt động văn hóa lớn, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương đến thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước để các em được đón một Tết Trung Thu thật vui tươi, đầm ấm và đoàn kết. Qua hoạt động đêm hội Trung Thu muốn giới thiệu với bạn bè gần xa về mảnh đất, phong tục, con người rất đỗi thân thương, gần gũi, mến khách của phường Phan Thiết, đồng thời góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương. Và quý vị thân mến, và đến tham dự và chung vui trong đêm hội Trung Thu của phường Phan Thiết ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và đặc biệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Đại biểu tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phan Thị Minh Xuân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Thị Thanh Trà, ủy viên chấp hành đảng bộ tỉnh, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, xin nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu thành phố Tuyên Quang, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Đình Trung, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Hoàng Linh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, xin nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Bích Hồng, tỉnh viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Bùi Thị Sen, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, lãnh đạo các ban đảng, văn phòng, chủ tịch ủy ban nhân dân.